kính chào quý vị đến với đêm đêm những tin tức thời sự vừa được Tạo cập nhật mới nhất của chúng tôi. Trên vùng biển tây Sau đây Bắc là phần tin chi tiết, mời Điều quý vị cùng báo đôi theo dõi. Tiến diễn biến của cơn bão số. Xu... Ông Mai Văn Khiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 350 km về phía đông. Trong mấy tiếng qua, tốc độ di chuyển của áp thấp nhiệt đới chậm hơn, từ 20 km/h giảm xuống còn từ 5 đến 10 km/h. Qua theo dõi. Đến nay, các mô hình dự báo trong nước và quốc tế đều nhận định, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4 vào sáng 19 tháng 9 với cường độ cấp 8 giật cấp 10. Chiều 18 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các bộ, ban ngành và trực tuyến với 11 tỉnh thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định để triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, cơn bão số 4 sẽ hình thành ngay sát bờ nước ta. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm lại sẽ tạo điều kiện được nạp năng lượng để mạnh lên nên sẽ còn khó đoán. Ông Hiệp nhận định, bão số 4 có cường độ không mạnh, chỉ giật đến cấp 10. Song vấn đề lo ngại nhất là bão gây mưa lớn, tập trung ở các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và một phần Quảng Ngãi. Không ngoại trừ khả năng sẽ có đợt mưa tồi tệ xảy ra như trận lũ lụt ở miền Trung năm 2020. Đáng chú ý, hiện nay áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông bị tác động đáng kể từ cơn bão số 14 Pulasan ở phía đông của Philippines, tạo thành hiệu ứng bão đôi trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Hiện tượng bão đôi khiến diễn biến của cơn bão số 4 rất phức tạp. Cảnh báo bão Pulasan và áp thấp nhiệt đới tương tác với nhau, tạo thành hai lốc xoáy khổng lồ quay ngược chiều kim đồng hồ. Bão Pulasan hình thành trước và mạnh hơn. Cơn bão mạnh hơn sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến cơn bão yếu có trường hợp nó biến cơn bão yếu hơn thành đuôi bão của nó. Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, rút kinh nghiệm từ nhiều mùa bão trước, người dân miền Trung tranh thủ đưa tàu thuyền lên bờ, đồng thời tất bật lo dọn dẹp, kê cao đồ đạc để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Bùi Tuấn Sơn, giám đốc ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết đã kêu gọi 528 tàu thuyền của Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác vào nơi neo đậu tránh trú, đảm bảo an toàn. Tại Đà Nẵng, ngư dân khẩn trương thu dọn ngư lưới cụ vào bờ. Hàng trăm chiếc thuyền được ngư dân Đà Nẵng khẩn trương kéo lên đường tập kết, chằng néo trước khi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp để phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chẳng chống nhà cửa. Bên cạnh đó, đại tá Phạm Hải Châu, phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn cho biết Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành hai công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là quân khu 3, 4, 5, 7 và các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng và phương tiện để tham gia ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Đại tá Phạm Hải Châu thông tin, hơn 268.000 người, trong đó có hơn 56.000 bộ đội cùng 211.000 dân quân tự vệ, hơn 4.000 phương tiện và 10 máy bay trực thăng sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế lương thực, thực phẩm khi có yêu cầu. Trước dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4 và chiều cường kết hợp mưa lớn giữa tháng 9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó. Theo đó, các sở ngành đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng chống, ứng phó. Để phòng chống ứng phó áp thấp nhiệt đới, chiều cường kết hợp mưa lớn giữa tháng 9, các địa phương cũng được đề nghị chủ động tổ chức kiểm tra, ra soát bờ bao, cống, cửa van ngăn chiều sung yếu và chuẩn bị vật tư, cử tràm, vải bạt, bao tải đất, cát để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao sung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa, van cống kiểm soát chiều gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống kiểm soát chiều, kênh dẫn dòng sung yếu, vận hành hiệu quả các cửa xả cống kiểm soát chiều chạm bơm đồng thời các đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy công an thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập đối với các tuyến đường ngập do so chiều cường mưa lớn cần chuẩn bị biện pháp đảm bảo an toàn như là lắp biển cảnh báo rào chắn đèn báo hiệu đèn chiếu sáng nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ tối 17 tháng 9 đến tối 19 tháng 9 khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 80 mm. Khả năng đợt mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 20 tháng 9. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trẻ em mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ được nghỉ học chiều 18 tháng 9 và cả ngày 19 tháng 9 để phòng chấm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4. Trưa 18 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng phát thông báo cho học sinh nghỉ học do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học, thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học vào chiều 18 tháng 9 và cả ngày 19 tháng 9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Đồng thời, các trường có tổ chức bán chú liên hệ với cha mẹ trẻ mầm non, học sinh về thời gian đón con, đảm bảo trẻ mầm non, học sinh được quản lý, chăm sóc tốt ở trường khi cha mẹ chưa thể đến đón. Theo Đài khí tượng Thủy Văn Trung Trung Bộ, trong 6 giờ qua, từ 3 đến 9 giờ ngày 18 tháng 9, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa nhỏ đến vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong 6 giờ tới từ ngày 18 tháng 9 đến 19 tháng 9, khu vực các quận huyện thuộc Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa tích lũy tại các quận huyện từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trưa 18 tháng 9, ông Phan Minh Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù áp thấp nhiệt đới chưa vào bờ, nhưng tại địa phương này đang có mưa khá to và sáng 18 tháng 9, địa phương xảy ra trận lốc xoáy khiến 4 nhà dân bị tốc mái. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, trận lốc xoáy xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 7 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có một hộ tốc mái hiên, 3 hộ bị tốc ngói nhà chính, 3 hộ tốc mái ngói nhà phụ, Vụ lốc xoáy cũng khiến một người dân ở xã Phú Hồ bị thương nhẹ. Hiện nay nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn Tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, ở tỉnh sẽ có mưa vừa, giải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Trước việc áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế được cảnh báo là nguy cơ cao trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này có công điện hỏa tốc yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo công an xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên thông tin, sáng 18 tháng 9, địa phương này cũng vừa xảy ra trận rông lốc khiến 4 nhà dân bị tốc mái. Những ngôi nhà bị tốc mái chủ yếu được lập bằng ngói đỏ cũ và xây dựng từ lâu. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân khắc phục giúp đỡ những hộ bị cơn lốc tàn phá, trận rông lốc không gây thiệt hại về người. Tại thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra lốc xoáy. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng trận lốc xoáy này đã làm tốc mái hai nhà ở, hư hỏng hơn 10 mái tre và công trình phụ của người dân lãnh đạo huyện Lộc Hà và cấp ủy chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình thiệt hại, động viên nhân dân khắc phục hậu quả và huy động thêm lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các gia đình sửa chữa lại các công trình bị hư hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tại Đà Nẵng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm qua đến sáng nay, thành phố này có mưa lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập nước, giao thông hỗn loạn, phụ huynh bì bõm đưa con đến trường.